Đây là cái mương của nhà mình. Ở vùng quê thường là hầu hết nhà nào cũng có một hai cái mương, dù lớn nhỏ. Hả? Mình, đó, bên kia mình trồng sầu riêng. Đó, bên kia trồng sầu riêng, nhưng mà đây, ở dưới này có cái mương. Đây vòng vòng bờ mương cũng có mấy cái mít. Các bạn thấy bên vòng vòng mương thì có trồng sầu riêng với lại mít. Ở dưới quê mình tận dụng mấy cái mương này để mình nuôi cá, thì thức ăn dành cho cá thì dùng mít để mà cho cá ăn. Mít rồi chuối. Nhiều khi chuối quê chín lần chín nguyên hoài ăn đâu có kịp đâu, rồi nó hư. Còn những quả mít này, những quả mít mình đi mua mua mít của người ta, mít nguyên để mình xuất khẩu. Còn mít mít hư nhiều chỗ người ta bán 5.000 trái, hoặc là nhiều chỗ người ta cho chứ ta cũng không có bán. Mình về mình tận dụng ba cái mít này để cho cá ăn. Mít về bạn để trên bờ, để cho nó chín mùi đi, coi cái vỏ nó đen vậy thôi, nhưng mà ở trong là nó vẫn còn nguyên nha các bạn, nè, vẫn còn vàng. Mình để trên bờ cho nó mềm vỏ đi, rồi mình hả quăng xuống mương. Đây mình các bạn xem cách mình cho cá ăn nha. Mình không cần phải chẻ ra hay là lấy hộp gì đâu. Trong cái mương mà nó có đường thoát nước á, đương nhiên bạn nuôi cá phải có đường thoát nước rồi, nhưng mà không cần phải sợ thối đâu. Đối với cái mương này thì một ngày mình có thể bỏ xuống khoảng 5 đến 7 trái mít. Bạn xem thử nha, cá ăn mít như thế nào nha. Đây thì mình nuôi cá tra với cá tai tượng.
Này à, thường buổi sáng trước khi đi đi làm thì mình cho nó ăn này, việc cho cá ăn coi như là việc giải trí của mình đó. Quăng cả trái xuống luôn. Quăng nguyên trái xuống luôn. Cá này hồi hồi nhỏ mình cũng cho ăn như vậy, vẫn ăn ăn được, chứ không phải là cá lớn mới ăn mít được, mà cá nhỏ khi nhỏ thì mình quăng nguyên trái xuống nó ghẻ từ từ, nên nó lớn thì nó ăn nhanh hơn từng chút. Cá giờ trung bình mỗi cá tra khoảng ký, có những con nuôi trước nuôi lâu thì nó khoảng 7 kg. Cá tra nó dạng hơn, nó nổi lớp trên, còn cái cá tai tượng nó ăn tầng dưới, ít nổi lên lắm. Đây đây con số con tai tượng nó ăn ngay ở miền Tây mà có cái mương đó, mương nếu mà chưa có nuôi cá các bạn nên mua cá về nuôi để cải thiện cái bữa ăn. Có bạn bè gì đó mình tới mình câu lên mình làm nó nhanh hơn so với làm vịt gà. Rồi, mình xin chia sẻ cách cho cá ăn, cách dùng mít để mà làm thức ăn cho cá. Mình xin dừng video, hẹn gặp lại trong những video khác.